Trong thế giới tự nhiên, mọi thứ đều liên kết với nhau, tạo nên một mạng lưới phức tạp và đa dạng. Từ một giọt nước rơi xuống đến cơn bão tố xảy ra ở nơi xa xôi, tất cả đều có mối quan hệ mật thiết. Quan niệm chung này đã được các nhà khoa học và triết gia khai phá qua nhiều thế kỷ, và nó phản ánh rõ ràng trong cả cách chúng ta hiểu về vũ trụ và cách chúng ta áp dụng khoa học vào cuộc sống hàng ngày. Nhưng liệu chúng ta có thực sự hiểu hết được những liên kết này? Liệu việc tách rời các thành phần của tự nhiên để nghiên cứu từng phần một cách riêng rẽ có thực sự giúp chúng ta hiểu rõ hơn về toàn thể? Bài viết này sẽ cùng bạn khám phá sự tương tác tinh vi của tự nhiên qua phương pháp quy giảng luận, đặc điểm tuyến tính và phi tuyến, cùng với sự hỗn độn của hệ thống, từ đó mang lại cái nhìn toàn diện hơn về thế giới xung quanh. 1. Phương pháp quy giảng luận trong khoa học. Phương pháp quy giảng luận, hay còn gọi là reductionism, đã trở thành một trong những công cụ mạnh mẽ nhất của khoa học phương Tây trong việc nghiên cứu và hiểu biết về thế giới. Ý tưởng cốt lõi của phương pháp này là tách riêng từng bộ phận của một hệ thống phức tạp để nghiên cứu chi tiết, sau đó lắp ghép các phần này lại với nhau để hiểu được toàn bộ. Ví dụ, trong ngành y học, cơ thể con người được chia thành các hệ thống nhỏ hơn như hệ hô hấp, hệ tuần hoàn, hệ tiêu hóa. Mỗi hệ thống được nghiên cứu một cách độc lập trước khi đưa ra kết luận về sức khỏe tổng thể của con người. Ví dụ điển hình là việc nghiên cứu não bộ con người. Các nhà khoa học đã tách riêng từng vùng của não để hiểu rõ hơn chức năng của từng khu vực. Nhờ đó, chúng ta biết được vùng nào điều khiển cảm xúc, vùng nào kiểm soát vận động hay vùng nào liên quan đến trí nhớ. Tuy nhiên, khi ghép tất cả các vùng này lại với nhau, não bộ trở nên phức tạp hơn nhiều so với những gì ta tưởng tượng. Rừng mưa nhiệt đới Amazon là một trong những hệ sinh thái phức tạp và liên kết chặt chẽ nhất trên hành tinh. Cây cối, động vật, vi khuẩn, nấm và cả khí hậu đều tương tác với nhau tạo nên sự sống động của khu rừng. Một nghiên cứu cho thấy sự sụt giảm số lượng cây trong rừng Amazon không chỉ ảnh hưởng đến hệ sinh thái địa phương mà còn tác động đến khí hậu toàn cầu, bao gồm cả lượng mưa ở những khu vực xa xôi như Bắc Mỹ và châu Âu. Đây là một minh chứng rõ ràng cho sự liên kết chặt chẽ giữa các thành phần trong hệ thống tự nhiên. 2. Tính chất tuyến tính khi toàn bộ là tổng của các thành phần. Tính chất tuyến tính là một trong những đặc điểm quan trọng của phương pháp quy giảng luận. Khi một hệ thống được coi là tuyến tính, nghĩa là toàn bộ hệ thống đó bằng đúng tổng của các thành phần riêng lẻ. Điều này có nghĩa là nếu ta hiểu được từng thành phần, ta có thể dễ dàng dự đoán được hành vi của toàn bộ hệ thống. Ví dụ, hãy tưởng tượng bạn đang cầm một miếng xốp rất nhẹ, gần như không có trọng lượng. Khi bạn đổ một thìa nước lên miếng xốp, trọng lượng của miếng xốp sẽ tăng thêm đúng bằng trọng lượng của nước. Nếu bạn đổ thêm 4 thìa nước nữa, trọng lượng miếng xốp sẽ tăng thêm 4 lần. Đây là một ví dụ về tính chất tuyến tính, nơi mà mối quan hệ giữa miếng xốp và nước là tuyến tính. Thủy triều là kết quả của lực hấp dẫn giữa trái đất, mặt trăng và mặt trời. Khi mặt trăng nằm ở vị trí gần trái đất nhất, trong quỹ đạo elip của nó, sức hút của mặt trăng tạo ra thủy triều cao trên trái đất. Tuy nhiên, khi mặt trời và mặt trăng thẳng hàng, lực hút của mặt trời cũng tham gia vào quá trình này, làm cho thủy triều trở nên mạnh mẽ hơn. Đây là một ví dụ rõ ràng về cách mà các lực từ các thiên thể khác nhau tương tác và ảnh hưởng đến hiện tượng tự nhiên trên trái đất. 3. Tính phi tuyến khi hệ thống trở nên hỗn độn. Tuy nhiên, không phải mọi hiện tượng đều có tính tuyến tính. Khi một hệ thống vượt qua một giới hạn nào đó, nó có thể trở thành phi tuyến và hành vi của nó trở nên không thể dự đoán. Đây là lúc chúng ta bước vào thế giới của sự hỗn độn, nơi mà một thay đổi nhỏ có thể dẫn đến những hậu quả khổng lồ. Một ví dụ đơn giản về tính phi tuyến là khi bạn tiếp tục đổ nước lên miếng xốp đến mức nó không thể hút thêm nước được nữa. Lúc này, trọng lượng nước đổ lên miếng xốp sẽ không còn tỷ lệ thuận với trọng lượng của miếng xốp nữa. Hệ thống đã chuyển từ tuyến tính sang phi tuyến và trở nên khó dự đoán hơn. Một ví dụ khác đến từ cuộc sống hàng ngày, tưởng tượng bạn đang cố gắng di chuyển một chiếc xe hơi bằng cách đẩy nó. Ban đầu, bạn cần phải dùng nhiều lực để khởi động chuyển động của xe, quá trình này phi tuyến. Nhưng một khi xe đã bắt đầu di chuyển, việc giữ nó di chuyển trở nên dễ dàng hơn, tính tuyến tính. Tuy nhiên, nếu bạn đẩy quá mạnh, chiếc xe có thể vượt ra khỏi tầm kiểm soát và gây ra tai nạn. Đây là lúc tính phi tuyến xuất hiện. Khi nước chảy qua một con sông, ở tốc độ chậm, dòng chảy có xu hướng tuyến tính và có thể dự đoán được. Nhưng khi lượng nước tăng lên, như trong mùa mưa, dòng chảy trở nên mạnh mẽ hơn và bắt đầu chảy xiết. Lúc này, các lực tương tác với nhau phức tạp hơn và dòng chảy có thể trở nên hỗn loạn, tạo ra xoáy nước và gây ra hiện tượng xói mòn đất, biến dòng chảy từ tuyến tính sang phi tuyến.
Điều này cho thấy sự thay đổi trong hành vi của hệ thống tự nhiên khi các yếu tố vượt qua một giới hạn nhất định. 4. Tính chất cục bộ khi hành vi chỉ phụ thuộc vào môi trường gần kề. Một đặc điểm khác của phương pháp quy giảng luận là tính chất cục bộ, nghĩa là hành vi của một hệ thống chỉ phụ thuộc vào các yếu tố gần kề nó. Điều này giúp cho việc nghiên cứu trở nên đơn giản hơn vì ta chỉ cần tập trung vào những yếu tố gần nhất thay vì phải xem xét toàn bộ hệ thống. Ví dụ, khi bạn đun một ấm nước trên bếp, quá trình sôi của nước chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của bếp và áp suất xung quanh nó. Bạn không cần phải lo lắng về nhiệt độ ở một quốc gia khác hay áp suất ở tầng khí quyển cách xa hàng trăm cây số. Chính tính chất cục bộ này giúp ta có thể dự đoán và kiểm soát được quá trình đun sôi một cách dễ dàng. Tuy nhiên, cũng như tính tuyến tính, tính chất cục bộ cũng có giới hạn của nó. Khi ta bước vào thế giới của các hiện tượng phức tạp và phi tuyến, hành vi của hệ thống có thể không còn cục bộ nữa. Ví dụ, một cơn bão nhỏ có thể bắt đầu từ một cơn gió nhẹ ở một khu vực nhỏ nhưng sau đó có thể phát triển thành một trận cuồng phong ảnh hưởng đến cả một vùng rộng lớn. Đây là lúc tính chất cục bộ mất đi và toàn bộ hệ thống trở nên liên kết chặt chẽ với nhau. Khi một hạt giống nảy mầm, rễ cây phát triển trong phạm vi gần đó để tìm kiếm nước và chất dinh dưỡng. Nếu khu vực xung quanh rễ có đủ nước và dinh dưỡng, cây sẽ phát triển khỏe mạnh. Tuy nhiên, nếu môi trường xung quanh bị khô cằn hoặc ô nhiễm, rễ cây sẽ bị cản trở và cây không thể phát triển tốt được. Đây là ví dụ về tính cục bộ, khi sự phát triển của cây phụ thuộc rất lớn vào các yếu tố ngay gần rễ cây. Sự tác động cục bộ này có thể quyết định sự sống còn của cây. 5. Lý thuyết hỗn độn và vai trò của nó trong khoa học hiện đại. Lý thuyết hỗn độn, Charles Theory, ra đời như một cuộc cách mạng thứ ba trong khoa học sau lý thuyết tương đối và lý thuyết lượng tử. Với sự phát triển của máy tính hiện đại, chúng ta có thể mô phỏng và nghiên cứu các hệ thống phi tuyến và hỗn độn một cách chi tiết hơn. Lý thuyết này giúp chúng ta hiểu rõ hơn về những hiện tượng không thể dự đoán và có tính nhạy cảm cao với những biến động nhỏ. Một ví dụ nổi tiếng là hiệu ứng cánh bướm, nơi mà một con bướm đập cánh ở Brazil có thể gây ra một cơn bão ở Texas. Điều này minh họa cho sự nhạy cảm của các hệ thống hỗn độn đối với những thay đổi nhỏ, và nó cũng chỉ ra rằng trong tự nhiên, không có gì là hoàn toàn tách biệt. Mọi thứ đều có liên quan và ảnh hưởng lẫn nhau. Trong khoa học hiện đại, lý thuyết hỗn độn đã được áp dụng trong nhiều lĩnh vực, từ khí tượng học, tài chính, cho đến sinh học. Ví dụ, trong lĩnh vực khí tượng, các nhà khoa học sử dụng mô hình hỗn độn để dự đoán thời tiết. Mặc dù không thể dự đoán chính xác từng chi tiết nhỏ, nhưng nhờ vào lý thuyết hỗn độn, họ có thể đưa ra các dự báo tổng thể chính xác hơn. Ông đóng vai trò quan trọng trong quá trình thụ phấn, giúp cây cối và hoa màu phát triển. Tuy nhiên, do biến đổi khí hậu và sử dụng thuốc trừ sâu quá mức, số lượng ông đang giảm sút nghiêm trọng. Sự suy giảm này không chỉ ảnh hưởng đến loài cây được thụ phấn mà còn đe dọa an ninh lương thực toàn cầu. Đây là một minh họa rõ nét cho hiệu ứng cánh bướm khi một thay đổi nhỏ trong một yếu tố có thể dẫn đến hậu quả lớn trong hệ thống tự nhiên và xã hội. Tự nhiên không chỉ đơn thuần là một tập hợp của những phần nhỏ ghép lại với nhau, mà là một hệ thống phức tạp và đa dạng, nơi mọi thứ đều liên kết và tương tác lẫn nhau. Từ những nguyên lý cơ bản như tính tuyến tính và tính cục bộ, đến những khái niệm phức tạp như tính phi tuyến và lý thuyết hỗn độn, mỗi khía cạnh đều đóng vai trò quan trọng trong việc hiểu rõ hơn về thế giới xung quanh. Qua những ví dụ thực tế, chúng ta nhận thấy rằng dù khoa học có thể phân tách và nghiên cứu từng phần riêng lẻ, nhưng để hiểu được toàn bộ bức tranh, chúng ta cần phải nhìn nhận mọi thứ trong sự tương tác và liên kết với nhau. Đây chính là chìa khóa để hiểu và ứng dụng khoa học một cách hiệu quả trong cuộc sống hàng ngày. Kết luận và bài học ứng dụng trong thế giới hiện đại về thuyết hỗn độn. Thuyết hỗn độn, Charles Theory, là một trong những lý thuyết quan trọng trong khoa học hiện đại, chỉ ra rằng trong các hệ thống phức tạp, những biến động nhỏ có thể dẫn đến những kết quả hoàn toàn bất ngờ và không thể dự đoán được. Điều này thách thức quan điểm truyền thống về sự ổn định và tính tất yếu, khẳng định rằng sự hỗn độn và ngẫu nhiên cũng đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của mọi hệ thống, từ tự nhiên đến xã hội. Trong thế giới hiện đại, lý thuyết này mang đến những bài học quan trọng, ảnh hưởng sâu sắc đến cách chúng ta nhận thức, lập kế hoạch và hành động trong cuộc sống hàng ngày. Một trong những bài học chính từ thuyết hỗn độn là sự hiểu biết về tính bất định và sự phụ thuộc nhạy cảm vào điều kiện ban đầu. Trong cuộc sống và công việc, chúng ta thường cố gắng dự đoán và kiểm soát tương lai, nhưng thuyết hỗn độn nhắc nhở chúng ta rằng những yếu tố nhỏ nhất, đôi khi không được chú ý, có thể dẫn đến những thay đổi lớn lao.
Điều này dạy chúng ta phải chấp nhận sự không chắc chắn như một phần không thể tránh khỏi của cuộc sống, đồng thời nâng cao khả năng thích ứng và linh hoạt trước những biến động bất ngờ. Ứng dụng thuyết hỗn độn vào thế giới hiện đại còn giúp chúng ta nhận ra rằng không phải mọi vấn đề đều có lời giải rõ ràng hay tuyến tính. Trong kinh doanh, sự phức tạp của thị trường và sự tương tác giữa các yếu tố kinh tế, xã hội và công nghệ khiến cho việc dự đoán chính xác tương lai trở nên cực kỳ khó khăn. Thay vì chỉ dựa vào những kế hoạch cứng nhắc, doanh nghiệp cần phát triển các chiến lược linh hoạt, sẵn sàng thay đổi khi các điều kiện thay đổi. Ví dụ, trong quản lý rủi ro, thuyết hỗn độn khuyến khích chúng ta xây dựng các hệ thống có khả năng chịu đựng những cú sốc bất ngờ hơn là cố gắng dự đoán và tránh mọi rủi ro. Thuyết hỗn độn cũng mang đến những bài học quý giá trong quản lý và lãnh đạo. Các nhà lãnh đạo cần hiểu rằng tổ chức của họ không phải là một cỗ máy đơn giản mà là một hệ thống phức hợp, nơi mà các mối quan hệ, văn hóa và những yếu tố bên ngoài đều tương tác theo những cách không thể dự đoán. Thay vì áp đặt những cấu trúc cứng nhắc, nhà lãnh đạo cần khuyến khích sự sáng tạo, linh hoạt và tự tổ chức trong tổ chức của mình. Điều này không chỉ giúp tổ chức thích ứng tốt hơn với sự thay đổi mà còn thúc đẩy sự đổi mới và phát triển bền vững. Cuối cùng, thuyết hỗn độn nhắc nhở chúng ta rằng trong sự hỗn loạn luôn tồn tại một dạng trật tự ngầm. Điều này có nghĩa là dù có vẻ như mọi thứ đang diễn ra một cách ngẫu nhiên và không thể kiểm soát, nhưng thực tế, có những mẫu hình và xu hướng mà nếu nhìn kỹ, chúng ta có thể nhận ra và tận dụng. Trong cuộc sống, điều này khuyến khích chúng ta không ngừng học hỏi và tìm kiếm những cơ hội trong chính sự bất định. Sự phát triển cá nhân và xã hội đòi hỏi khả năng nhìn thấy trật tự trong hỗn độn và sử dụng nó để xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn. Như vậy, thuyết hỗn độn không chỉ là một khái niệm khoa học mà còn là một triết lý sống, giúp chúng ta đối mặt với sự phức tạp và không chắc chắn của thế giới hiện đại một cách tích cực và sáng tạo.